Rau rau, WhatsApp. Chào mừng 500 anh em đã quay trở lại cùng với VNG Musi trên kênh DM YouTube. Hôm nay đã là chủ nhật rồi, ngày 18 tháng 4. Chúc anh em một ngày cuối tuần thật sự là vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và gia đình, bạn bè và cả tình yêu nữa, đúng không? Tất nhiên rồi, có tình yêu thì cuộc sống nó mới vui vẻ được. Quay trở lại với tựa game Quyền Vương Chiến chủ nhật của chúng ta ngày hôm nay có gì nhờ? Thì các bạn có thể nhìn thấy đập vào mắt mình có thể nhìn thấy loáng thoáng, các bạn nhìn thấy có cầu phúc trợ chiến đúng không? Có lẽ chỉ thêm cầu phúc trợ chiến mà thôi, để xem cầu phúc trợ chiến ai. Ở đây các bạn nhìn thấy sự xuất hiện của Kasumi Toho cùng với Team Gentai đấy các bạn nhá. Trợ chiến này mình đã chia sẻ với các bạn rất nhiều rồi về cái vấn đề chức năng trợ chiến này. Hiện tại nó chỉ áp dụng ở trong server các bạn đang chơi mà thôi, và nó cũng không giúp cho các bạn khỏe lên quá nhiều ở cái tính năng trợ chiến này. Nhưng mà mình khuyên thật sự là anh em cái tính năng trợ chiến này hiện tại anh em chưa cần chơi vội, đúng không? Với cái lượng kim cương mà bỏ ra để chơi trợ chiến ấy, thì mình nghĩ các bạn nên chơi những cái sự kiện event khác thì nó có lẽ nó sẽ hợp lý hơn rất nhiều so với các bạn bỏ ra đâu đó tầm khoảng 3, 5, 7 chục hay là 100k kim cương để vào trận chiến này. Thật sự nó không cần thiết cho lắm, đúng không? Sau này thì không biết là tính năng trận chiến nó có áp dụng ở đấu trường lên server hay là áp dụng ở nhiều tính năng khác hay không. Chứ còn bình thường bây giờ nó chỉ ở cái tính năng server của chúng ta thôi ạ, đúng không? Nó chỉ giới hạn ở tính năng server thôi ạ, thì các bạn nên là bỏ qua tính năng trận chiến này, mình nghĩ là không cần thiết cho lắm. Bảng xếp hạng trận chiến, phần thưởng của top 1 các bạn sẽ nhìn thấy đó là 150 ngọc của Kasumi Toho, cùng với đó là 3.000 tinh hoa trận chiến và một quyển tuyệt học chiến cơ vô song. Phần thưởng nó cũng khá là cùi thôi, nên là mình nghĩ anh em thôi bỏ qua trận chiến này cũng được, đúng không? Nhưng nó có miễn phí lần nào thì cứ miễn phí lần đấy thôi nhờ. Tiếp nữa thì chúng ta đang có rút thẻ hạn giờ init, còn tận hơn 2 ngày nữa mới kết thúc cơ. Không ai chơi luôn, con bot ghẻ lạnh. Con này với con gì nhỉ? Con Init với cả con Iorino là hai con mà mình nghĩ là hai con bot Sidai nhất, mà hai con bot UR Sidai nhất mà cái tựa game Quyền Vương Chiến này tạo ra. Và đó là lý do tại vì sao mà các bạn sẽ được nhìn thấy trong khoảng thời gian sắp tới ấy. Nếu mà có viện trợ UR ra mắt ấy, thì khả năng cao là Iori với cả Init là hai con viện trợ cũng vào đầu tiên luôn. Nó trái ngược hoàn toàn với Iori dị và Init ở bên cao F98. Vâng ạ, nó trái ngược hoàn toàn luôn, nó trái lập hoàn toàn, đối lập hoàn toàn so với Quyền Vương 98. Khi mà hai con đấy là hai hạt nhân, là hai con meta của cái lối chơi, thì sang bên này như con phế vật vậy, đã hiểu kiểu gì. Buồn thật sự anh em. Bán thần các kiểu mà vẫn toàn hoàng hoác, đúng không? Tiếp nữa đi, hoạt động chúng ta có gì trong hoạt động nhỉ? Mình lướt qua một vòng cho các bạn nhìn nhá, chắc là không có gì đâu. Chắc là phải đợi sau bản cập nhật. Đây cái gì đây? Đây chúng ta có dương sức mạnh may mắn. Cái dương này hồi trước đã bị bợ một lần rồi nhá anh em nhá. Anh em để ý cái dương sức mạnh ngay may mắn này, nó ghi ở đây mở nhận ngẫu nhiên một nguồn gốc sức mạnh cùng loại, cùng với đó là 6 sức mạnh cùng loại, nó là hai cái dương hoàn toàn khác nhau nhé. Anh em nên xem xét thật kỹ cái vấn đề này nhá. Tiếp theo thì chúng ta có tiệm siêu phúc lợi thì không có cái gì cả. Đang bán cái vé chiêu mộ trợ chiến thì chẳng có cái tác dụng gì nhiều lắm, cái này bỏ qua được. Quà tích lũy ngày thì đây là tích lũy ngày cuối tháng thì các bạn sẽ nhận thêm được một cái chiến hồn gì nhỉ? Phong lưu tiêu dao khá được, tiêu phí tặng quà. Đa số là đi kèm với sự kiện đua boss thì các bạn sẽ có tiêu phí tặng quà. Với 10.000 kim cương thì các bạn sẽ nhận được khá là nhiều quà. Nếu mà các bạn có thừa kim cương thì các bạn có thể chơi sự kiện này cũng được, đúng không? Một công đôi việc, một mũi tên trúng hai đích, vừa tiêu vào cái sự kiện chúng ta cần thiết, vừa lại nhận được một ít quà nữa, đúng không? Ok, hợp lý. Thể lực miễn phí, bây giờ đang 8 giờ nên mình nhận được cái thể lực miễn phí này. Ok, vậy là chúng ta chả có gì ngoài con Athena Gold đáng chơi nhất trong ngày, đúng không anh em? Ngoài con Athena Gold đáng chơi nhất trong ngày ra thì chúng ta không có bất kỳ cái sự kiện nào hay là cái hoạt động nào đáng để chơi cả, ngoài con Athena này ra nhé anh em nhé.
và cố gắng. Mình thì mình chia sẻ với các bạn về cái câu chuyện ngày hôm qua rồi đấy, cùng chờ đợi thôi. Chứ bây giờ thì cũng lỗi lầm thì VNG đã lỗi lầm rồi. Bây giờ chúng ta cũng không biết nó câu chuyện nó sẽ đi về đâu nữa. Thôi cứ túc tắc nhờ anh em nhờ. Mẹ đéo nó còn 1-2 điểm nhờ. Ờ thì anh em cứ túc tắc vậy, nó đến đâu thì đến nhá. Hy vọng là lê lết được. Ở đấy, 6 nước có phải hợp lý không? Bây giờ mình đang ở vòng thứ 7. Mình phải vào 9 vòng cơ. À, vòng 8 rồi à? Ờ, ngon. Đang ở vòng 8 rồi anh em ạ. À, mình ta mua tầm khoảng 4 viên nữa là đủ rồi các bạn, đúng không? May quá lại đỡ được một viên. Ba nước à? Rồi, một nước. Thế này chỉ cần mua 4 viên là được rồi. Ôi giời. Thôi, mẹ em trêu thế. Đéo gì. Ừ. Mẹ đúng rồi. 2 viên rồi, hợp lý quá nhờ. Em trêu thì vừa khít luôn các bạn, mua 2 viên đã đủ rồi. Và thôi mình cứ mua thừa ra một tí được, chả sao cả, đúng không? Đằng nào nó cũng rẻ mà các bạn, 50 xu mà nhận về 50 kim cương mà nhận về một đống quà thì tội gì chúng ta không bỏ ra thôi nha. Đấy, 50 kim cương theo các bạn có đáng không? Đáng chứ. Đúng không? Đáng mà. Ok, lại đang vòng 9. Đấy, hợp lý. Thế tới đấy nhờ, chả có cái gì đâu các bạn. Chả có gì đâu, hôm nay chả có gì đâu. Võ sĩ thì bây giờ cũng đỏ hết rồi. Bây giờ chả biết up cái gì. Nguyên liệu đây các bạn. Nguyên liệu thì hết dần hết mòn. Cũng chả biết up cái gì nốt. Chả có cái sự kiện gì đáng để lấy à. Chả có cái gì đáng để lấy à. Rồi, càn qua một tí rồi chúng ta lại đánh 1-2 trận. Càn có tiêu bớt thể lực xuống thôi. Chứ cũng chả có cái gì đâu anh em. Ngày hôm nay cũng khá buồn ngoài cái trận chiến ra. Và cái trận chiến này thì gần như là cũng chả ai chơi. Nên là nó cũng chả có cái vẹo bở mẹ gì đâu anh em. Má, nó không ra thêm một vài tính năng mới thì nhở. Mấy tính năng để chơi xiết thời gian cái. Vài tính năng để chơi nó giết thời gian cái. Không thấy nó đâu. Buồn thật sự vậy. Đâu, để xem đi được ở trên này không nhé các bạn nhé. 18 triệu, 35 triệu. Đánh không mất máu nhưng mà không giết nổi. Hình các bạn nhìn thấy có mất tí máu nào đâu. Không làm gì được. Chính ra nên để lại nha các bạn nhờ. Amakusa Kyo thiêu hồn. Để kiểu này nhé. Ủa wow, lại để kiểu này ấy. Máu tụt nước tụt quần luôn anh nhá. Kula sử dụng 2 lần tuyệt kỹ. Nhưng mà gần được ấy. Khó hốc nhỉ. Không hốc được anh em. Trâu quá. Chịu rồi. Chịu rồi, không hốc được. Mẹ Kula vào đâu mẹ từng hốc được của chúng tôi mà dễ à, đúng không? Không hốc được đó.
Ok, vậy là clip này chúng ta cũng chả có gì cả, lại giống như một clip làm nhiệm vụ hàng ngày thôi. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là vào đây và ui FT squat lên 27, vào đây và đập nhau với squat thôi chứ còn biết làm cái gì nữa các bạn, đúng không? Vậy là hết ngày, clip ngày hôm nay đã hết. Rất nhiều anh em bảo là tại sao không làm nhiều clip các quyền hỗn chiến. Thật sự với chia sẻ với các bạn là nó có cái gì đâu để mà làm. Thật sự các bạn là không có cái gì để mà làm ấy. Có thì mình cũng làm ngay, nhưng mà tất cả các sự kiện hoạt động nó chỉ gói gọn trong tầm khoảng chục phút vào buổi sáng như thế này. Như khi mà mình làm clip vào buổi sáng mình nói với các bạn ấy, đúng không? Nó chỉ gói gọn như vậy thôi. Mình đổi lại đội hình được mà. Nên nó cũng chả có cái gì để làm ấy. Là anh em phải thông cảm, ai chả biết là anh em thích nhiều anh em thích xem quyền hỗn chiến nhưng mà chả có cái gì để mà làm ấy. Ví dụ như ngày hôm nay cũng vậy, chả có cái gì ấy. Mình loanh quanh mình chỉ nói về mấy cái nhiệm vụ cơ bản, mấy cái hoạt động cơ bản, sau đó thì chúng ta vào đánh nhau với squat, vào đánh nhau với Jhin Idol, thế thôi. Chỉ có hai ông này để đánh kiểu xứng tầm thôi chứ còn mấy ông kia có đánh được đâu, mấy ông kia thì đuổi quá ấy các bạn, đúng không? Là cũng chả có cái gì cả. Hy vọng là thời gian tới chúng ta sẽ có nhiều cái để chơi hơn. Chờ một vài sự kiện mà có hồn vũ khí của Amakusa, Kionet với cả Ngonit nó lâu thật sự anh em ạ. Ok, clip này thì có lẽ là mình cũng sẽ không nói gì thêm nữa. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo đi. Vì hôm nay nó cũng chả có cái gì cả, một ngày khá là bình yên bình lặng của Quyền Vương Chiến. Chúc anh em một ngày mới thật sự là vui vẻ nhá. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều đã luôn đồng hành cùng với mình và Langer Nioh đi, hay còn gọi một cái tên khác nữa đó là VNG Mushi. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Bye bye. Bye bye.
まだまだですか。